chặt tí tài này, chuẩn bị rót 4 lít mật ong vào bình thứ hai cho cặp nhung 1,12 kg, ngâm cho anh Thịnh. Anh ngâm với 1 kg sâm chia 2 bình và 1 cặp nhung chia 2 bình. Mật ong cực kỳ chất lượng, mật ong rừng. Tổng cộng nguyên liệu của một bình là nửa cặp nhung 1,12 kg, nửa cân sâm và 4 lít mật ong, rất là giá trị cho sức khỏe. Vậy là trang trại đã làm xong 2 bình nhung hiêu ngâm với mật ong kết hợp với nhân sâm mọi người nhé. Thì ở trong video này thì tiện đây thì Tài cũng sẽ giới thiệu luôn là về cái cách sử dụng của nhung hiêu ngâm mật ong. Khi mà mọi người mà ngâm mật ong thế này thì chúng ta cũng như là phải sắt lát nhung hiêu ra, làm sạch lông và sắt lát. Thì trang trại Tín Tài cũng đã có rất nhiều những video hướng dẫn cái cách sơ chế cho mọi người. Thì sau khi mà quá trình hoàn thành ngâm xong bình mật ong như thế này thì một cái việc lưu ý là mọi người dùng đũa mọi người đảo đều đi, mọi người đảo đều cho sâm này, mật ong này và nhung hiêu là nó phải đều nhau. Đấy, sau khi mà đảo đều rồi thì cái việc không thể thiếu là mọi người phải đậy nắp lại. Đậy nắp thì những cái nắp này thì nó kín rồi, nó có một cái lớp xốp rồi thì mọi người cứ thế bạn chắc vào thôi. Còn những cái nắp bình thủy tinh và cái nắp nó chưa được kín thì mọi người hãy lót thêm một cái lớp túi ni lông để mọi người bạn làm sao cho chắc, tránh cái trường hợp mà những cái bình nhung hiêu ngâm rất là giá trị mà mọi người để cho kiến nó vào mình thì rất là khí, lúc dùng chúng ta cũng không an tâm. Thì sau khi mà ngâm xong đậy nắp là nhung hiêu mọi người hãy để ở cái vị trí mà tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào, và cái vị trí nào mà nhiệt độ nó không bị tác động bởi bên ngoài quá nhiều. Đấy, thì đặt vị trí nào mà mát mát một chút, không phải là đặt trong tủ mát mọi người, đặt vị trí nào mát mát một chút. Và sau 45 ngày thì bắt đầu chúng ta có thể sử dụng được. Khi sử dụng thì đối với người lớn thì mỗi lần chúng ta dùng được 6-8 gram, tương ứng với tầm khoảng 3-4 lát nhung. Mọi người cho vào cốc và kèm theo 3 thìa mật ong, chúng ta hòa nước sôi chúng ta uống, hoặc cũng uống một lượng đấy chúng ta cho vào cái bát hay là cái chén, chúng ta cho vào một cái nồi cơm, chúng ta hấp cơm để sử dụng. Và cái nhung hiêu này cũng lưu ý là rất là bổ, nên là khi sử dụng thì mọi người hãy sử dụng cách ra, tức là một tuần cũng chỉ nên sử dụng tầm khoảng 3-4 lần thôi. Người sử dụng tuần 3-4 lần. Đối với trẻ nhỏ thì mỗi tuần chúng ta cũng chỉ nên cho trẻ dùng từ 1-2 lần, và cái lượng của trẻ nhỏ tầm khoảng 4-5 gram mọi người nhé, 4-5 gram. Và dùng cái nhung hiêu này thì mọi người lưu ý là nó là một cái sản phẩm mà nó giúp chúng ta ăn ngon và tốt, nên mọi người có thể dùng buổi sáng hoặc buổi tối đều được, và trong ngày chúng ta nên sử dụng một lần thôi, rất là tốt. Và trẻ nhỏ là phải từ 2 tuổi trở lên, từ 2 tuổi trở lên thì mới bắt đầu sử dụng. Và cái nhung hiêu này thì rất là tốt cho sức khỏe, nên là mọi người hãy liên hệ với trang trại để sở hữu một bình như này, hoặc một cặp nhung hiêu tươi để mọi người cũng có thể ngâm rượu. Trang trại Tín Tài là chuyên cung cấp cái sản phẩm nhung hiêu tươi uy tín toàn quốc, trang trại đảm bảo về chất lượng là bao giờ cũng sẽ tốt nhất, và cung cấp sản phẩm ra là đúng với cái chữ tâm và cái uy tín của mình. Cái sản phẩm sức khỏe như này, nếu như trang trại Tín Tài mà tồn tại rất là nhiều năm rồi, nếu không giữ được cái tâm của mình và không giữ cái uy tín của mình thì cũng không thể phát triển ở ngoài thị trường đến bây giờ được. Đến bây giờ thì trang trại Tín Tài
là tự tin là cung cấp cái sản phẩm này ra là 64 tỉnh thành, ở đâu có rất nhiều khách quen. Và các anh chị ấy, thường dùng xong bao giờ sẽ giới thiệu cho người thân bạn bè rất là nhiều, tại vì sản phẩm Nhung Hiêu là nó có tác dụng thật sự là nó có tác dụng và nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, thì anh chị của chúng ta nào cuối năm hay là chúng ta có một gì mà đấy muốn đầu tư cho sức khỏe, muốn củng cố sức khỏe của mình thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này thì trang trại sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn cho mọi người, hoặc hãy liên hệ với trang trại Tín Tài qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Đấy, thì cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, mọi người có thể add Zalo để trang trại được tư vấn kỹ hơn. Và địa chỉ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài là ở 61 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An, thì mọi người có thể sắp xếp thời gian qua trực tiếp trang trại cắt nhung và lấy trực tiếp trên đầu con hiêu thì để tạo được cái sự tin tưởng, hoặc trang trại chuyển đi toàn quốc thì trang trại cũng sẽ giữ tươi nguyên cảnh như vậy để hướng dẫn mọi người tự tay mọi người làm, nên mọi người cứ yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới video này để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Xin chào.